Dạ thôi, chào tất cả anh em, chào tất cả anh em một ngày mới nha. Ngày hôm nay mình đang ở trong cái chỗ mà bỏ hàng anh em. Thì ở trong này mình qua cho anh em xem cái cảnh nhộn nhịp của các bác tài xe tải nhỏ và xe tải lớn nha. Phía trước mình thì có những cái dòng xe container ha. Thì bên này anh em đây, đó, xe quá trời xe luôn ha. Mà cái diện tích nó nhỏ thì cái diện tích nó hẹp quá thì không có cái diện tích nó hẹp quá mình tới lui cái cuối cùng xe nhỏ họ đùng lên họ không cho mình coi. Bây giờ xe giờ mới ra được mà xe tải nhỏ nhiều quá anh em. Ở đây họ xuất hàng á, cái kho là kho nhập hàng xong rồi xuất đi nước nữa xuất đi sang các tỉnh lân cận. Không, xe ăn đạo nữa đó, trang chút vậy đó nè. Không có xe nào nhường như xe nào ấy. Thì mình cũng đùng lên thôi, chứ mình đứng một chỗ thì không có giải quyết được vấn đề gì ấy. Cứ xe ăn cái đạo đó, đạo ngon nhiên, đạo giữa đường, cuối cùng mình không có làm đi được ấy. Xe tải nhỏ không? Ở đây là cái kho nhập bánh kẹo rồi nước nâu rồi chi tùm lum tà lo hết. Tổng hợp tất cả các loại xe. Quá nó dạt nhau. Vô đạo vô nó thằng nó xe công nó kêu ông có đùng ở đây chứ đâu chờ biết bao giờ mà xe nhường cho ông. Lai xin với đồ mà thôi. Ông cái đâm lên là mấy xe tải nhỏ này họ nói à. Bây giờ xe quá trời nè. Mình vô hơn chứ mà chưa bỏ được. Còn đây lẫn bóp ở bên đây. Hả? Còn đây lẫn bóp bên đây xe mà xe lấy bọt á. À. Xe nắng đứng bên bóp. Còn xe mình lẫn chạy luôn vô. Xe mà xe thùng nó lẫn chạy luôn vô. Xe kia hết chạy được. Mấy anh xe nhỏ nhỏ này anh đua chiến rồi anh không nhường không dễ trơn nữa đó. Lên là anh đùng lên tới phiên đó là tới phiên tới giờ cái giờ đó nó không cũng phải tới phiên nữa vô lái được thằng muốn bóp mũi được mua hồi nãy mà cái giá hồi nãy nó cầm rồi đó chứ hả ủa không biết có ký giấy tờ gì không ta không ký ở trên đây là không ký cái giá này không ký cái gì hết nha cái à nó cầm cái giấy này vô đưa bộ vệ qua ở tình hình ra. Từ bố mẹ ra đi chơi với giải quyết cái gì tao giải quyết được vấn đề gì đâu mà xe quá trời tổng hợp tất cả các loại xe to nhỏ tháng già như cái mà mấy xe nhỏ chạy dưới cướp nữa được rồi. Xuống lái giùm khai chứng minh em căn cước nè chứng minh còn đây ra đi không ra kế được à bây giờ mình đang ở khu vực Bình Dương nè
đây là Thuận An, Bình Dương. Mình vô cái nhà máy chuyên ở chỗ gần cầu ông Bố á, mình mở hàng ở đây. Thì mình vô hồi lúc đó là 8 giờ đêm, 7-8 giờ đêm đi đó. Vào đai đạo xong rồi đi ra mua đồ bảo hộ, vô ở đây cũng có chi hết mà họ yêu cầu như vậy. Mua xong rồi vào thì đạo hôm trừ cứ nằm chờ miết đó, không biết khi nào cứ họ điện mình vào bỏ xong, mình không quan tâm. Mà vô bỏ thì nhanh, cái hòn mình là cái hòn mà đựng trên black á, nước đựng trên black á, nâng cứ nâng xuống thôi, nâng xuống, nâng tượng sai xuống thôi, không có cái gì gọi là bóc tay hay là như thế nào cực khổ, không có, thì có nâng xuống thôi. Ở đây xe cộ nó đông kìa, có nhiều loại xe, ví dụ như xe tải nhỏ với xe nó không có đậu chung á, nó không có đậu riêng biệt, nó đậu chung hết vô đó, cho nên là khó. Sao vậy? Đó biết ngay mà, tại vì đang tài có cái giá nhỏ nhỏ, vô lái đi. Cái lúc mình đang tài là mình có cái tờ giá nhỏ nhỏ là mình vô mình đang tài bảo vệ, xong rồi trời họ yêu cầu mình cái giá đó, chưa ăn sáng luôn anh em, đói bụng quá. Mua cho sữa thôi không chừng uống để đau bụng. Ở đây á, ở trong Sài Gòn vậy, vào cái kho nào mà kho đặc thù mà dành cho xe container á thì mình cũng khỏe ha. Còn có xe bãi xe mà tổng hợp vừa nhập vừa xuất rồi đủ thứ á, là mệt lắm nè, tại vì mình dễ va quẹt vô bán xe tại nhỏ á. Vô cái chỗ này ví dụ như những cái tài mới á là yêu cầu, ví dụ như mình đa số đi đường dài á là đi một mình, bởi hiện nay đi một mình, mà những tài mới á, thì nên mà khi mình nhận xe mình đi vô đường dài á thì mình nên có những cái anh bạn đi theo phụ xe, để khi mà vào những cái chỗ mà hẹp thì ngồi sau mình như hồi nãy mình ra á, là mình không có thấy được bên phụ ha. Cái xe mình đạo như thế này, cái có cái đạo cái xe thùng đạo như thế này thì nó khuất tầm nhìn da của mình không có thấy được ha, thì dễ xảy ra tình trạng va chạm lúc ra. Đó là những cái điểm mà cực kỳ nguy hiểm mà anh em cần lưu ý để khi mà mình lưu thông xe cho nó an toàn. Cái tình trạng đó mà để xảy ra là tiếc lắm anh em. Mình hồi nãy mình cũng sợ, cái bắt đầu mình điện lên Thành, còn anh ở đâu rồi chạy vô xi nhan lên ra, tại vì ở trong nó không có ai xi nhan, mà xe cứ anh em đã thấy đó, xe cứ tới lui liên tục á, mình không biết được hồi sau có xe hay không. Đó là những cái khoảng thời gian mà mình chỉ cần bất cẩn một tí thôi có thể xảy ra tai nạn qua quẹt. Đó là khuyến cáo những anh em nào mới đăng nghiệp ha. Còn đi lâu năm thì có thể là xuống nhờ một ai đó hay như thế nào đó, mình hiểu, mình biết cách ra nữa ha. Không làm tốn 300 ngàn vô duyên ở nhà quá trời dài luôn, lên về cũng quay đêm dài mất 300 ngàn, đúng là phung phí thiệt. Nó cũng ớt chứ mình vô mình đâu có lộn gì đâu quy định là phải bắt buộc phải làm theo. Cái hàng mình xây ở trong đây nè, xe rửa, cái thùng mình chưa thấy công ty mua quái gì đó, công ty quái rồi thì đấy xe rửa không, người ta nói có rửa nữa
Ê, sao tổng hợp mà bánh kẹo đá coi có rừng nó xó lo mà phai với hắn kìa, hắn kêu đi chứ anh đồ mà tôi vô á, tôi có lợn chia ra tôi dán cái tem tôi ra thôi, bác tôi mua tôi đâu có tem dán cái tem gì? Em có tem rượu của hắn à, hắn chữ không gì đó, bác dán tem vô quy định nha, đứa biểu đang trừ trừ chấp nhận nha, gỡ mà không có là cây công ty phạt súng bảo vệ yêu cầu đó, tôi đi đủ thiết chỗ mà tôi thấy cái kho đây lộn không trẻ con đó nó buộc tôi vô tôi phải mua đấy, mua sao cái nhà đây không có họ cứ đứng chờ tự qua chờ luôn. Còn đăng, đăng ký cái gì kiểm dịch nữa nhá, PCR cái gì bên đây mà còn PCR COVID quét mỏ COVID trời ơi gặp nhất nó làm việc thấy đau rồi bỏ đi giờ nó đâu có hiệu quả cái gì đâu, bỏ luôn vô đây nó không đi được nữa, không đi được không, nó để em bỏ dưới gầm thì đó thì đó đấy. Không bỏ nó được không được không làm gì đâu, bỏ đỡ vô đây thôi, bỏ thiệt luôn với bỏ đỡ gì. Bây giờ tay phải là nghĩa trang lá thiêu kìa, nghĩa trang này cũng nhỏ, nó nằm trong khu dân cư có ghê thì thấy không, sắp đi xong là nó nói sợ quá. Mình xuống mình đóng tiền hả? Ừ. Lúc mà không xuống họ tiền gì nữa? Không, hồi người ta nó cho một chữ gì đó. À chỗ nó là lòng cấm như này là cho là cho con có làm cho ngành nhập đó. Thấy cả đó. Hôm đó người ở Quảng Nam á. Đây mình chạy xuống ngã tư 550. Trưa nên không biết ăn gì à, hộp chiên tiếp à. Cái món bánh chiên qua cũng được thầy. Thôi mình đi ăn cơm niêu đi. Hả? Chưa về có anh Trung nữa, rủ Trung ăn cơm niêu. Trung đâu về kho à? Trung đâu về kho á. Chắc về tới rồi chứ ông ở Tân Uyên không về, không về không bỏ ăn rồi. Ký mà đào cái xe mà ấy đến là đồ rồi. Không vô đi tôi đuổi ra được. Không. Cái thằng mà giật cái xe cái bỏ đi luôn á, cái ông kia làm lấy phải lá cho nó đó. Đào cái xe trước mặt mình rồi. Trước mặt mình đó. Không biết rồi, ông 10 giờ đúng không? Tôi đuổi thằng đi ra cho, tháng 10 giờ 15 mới được vô mà ra ông
ông nhường cho hắn chi đó. Cái đâu có nhường đâu, nó phóng vô nó không. Ông dây tiết vô đi tôi đuổi nó ra cho. Cái chú cả lậu cái thằng ấy đó, còn thằng đó là thằng quản lý ở tao đó. Cái thằng mà lái xe đó đó. À. Còn quản lý mã đó đó. Này hắn lại không giống nói á chị ngã lên xe như dễ gì thằng có cho ngồi lên xe nhắc lá. Nó là quản lý ở tao á, quản lý cái mà xếp phiên đó đó. À, xe nhỏ á. Ờ, quản lý cái xe nhỏ đó đó. Chứ mở đó là ông cao để em lên trả ra cho trả ra đó. À. Khi nó làm quản lý cái đống xe nhỏ nhỏ đó. Xe nhưng mà đông đa không có bộ vệ đi trơn, bộ vệ quá trời bộ vệ mà không đi đâu trơn. Cùng mình cứ ạt tới ạt lui, tới lui, tới lui không ra được. Ờ anh em, bữa nay anh Thành rửa bàn. Đúng. Anh Thành rửa bàn lái. Đúng. Đúng. Chương trình sẵn tiện có anh Trung ở đây nữa là rót kèo luôn, là buổi trưa. Ha. Ơ ngồi đây không được đâu. Không được. Ấy là chạp có một hai đứa xuống hai đứa nữa. Hai đứa nó vương có tướng đấy được. Hả? Bây giờ ba đứa. Giới thiệu với anh em đây là món cá chạch nha. Lẩu cá chạch. Còn bên kia là tôm. Mình đã đi mua tôm tôm còn xanh mà không có, mình đây không có tôm còn xanh. Thôi ăn đỡ tôm đi đi. Rồi với chục trứng nữa. Và cái quan trọng nhất là bia. Rồi nè. Rồi bảo không? Ở đây hàng hóa nó ế quá nè. Anh em vô đây nằm. Nằm đây cũng chắc cũng hơi lao á. Cùng cái mảy mà lao. Ở trong ở ngoài sau anh có một cái đinh. Hầu nhớ cãi chứ không quay nữa. Có cái lốp này. Nhưng mà lốp không rụt với lốp có rụt cũng thấp nhau dễ sợ. Không hiểu sao mà cái lốp đây này nó cao. Ở lốp có rụt nó cao hơn. Còn lốp kia lại thấp. Có cái đinh mua đây mà hồi nãy mình thái mà kêu chị ở đây. Đây cái đinh. Chị Yên Trung. Để anh nói với ông quay. Hả? Xe vô nằm hết. Anh ơi. À, anh biết nhỏ. À. Sợ anh quất vô nó nữa. Đây, quay lao ngày quay lại xí cho anh em xem lại cái xe của anh Trung ha. Giờ quá. Vô đậu ở Sài Gòn nè, chưa có hận ra. Chờ sang Trung mai đóng. À. Bấm cửa đó. Chị bấm cửa sớm nữa. Rút chữ đỏ đó nè. Đến nè. Mở cái bình nước nè. Chỉ để hóa mơ. Mở đi nhìn sao ồn. Đồ có ghế bên đây chơi có ghế nè. Đồ đầu tư hàng đánh bát. Đánh gì? Bát mắm ghế. À. Đây nè. À, nói chung thì cũng như cái xe mình chẳng có gì hết. Đó. Như vậy đó. Chỗ này chỗ ăn ngủ quanh Trung. Đó, thôi chương trình là mình xuống mình ăn nhậu thôi. Bữa nay mình quay cảnh ăn nhậu cho anh em xem một tí cho vui. Anh em vô lưu. Chứ không có gì hết. Chủ yếu là vậy. Còn do tình cờ nằm ở đây. Không được. Béo gì mà béo, mấy giờ rồi mà béo. Ít quá. Đó, cho xí cái này hành cho nó phi cho nó thơm. Đổ vô đó chứ. Giàu nhiều quá nên ai ăn giàu hùng đó nè. Thọ lấy đũa luôn. Đó kìa. Ui nóng ghê đi tận. Cuộc đời tôi chưa biết nấu ăn. Nhưng mà hôm nay tôi nấu với mấy ông ăn là mấy ông nhất rang luôn. Thiệt luôn, anh chưa hồi trước giờ biết nấu ăn á. Anh Trung kêu ngồi bên cái chỗ toilet. Mà anh kêu may mắn. Đây. Tôi lệch nừ nó ngon chứ. Hả? Ngồi tôi gần tôi lệch nừ. May mắn cái kinh đó biết. Hửi nước đá mà may mắn.
Thua cho mấy ông. Nó ngó từ mùa hơn à. Chủ sĩ nói chi rồi mình mới ăn nhậu, phát biểu ý kiến rồi mình mới ăn nhậu. Hôm nay em rửa băng nhé, cảm thứ các lao, các bộ đánh. Nhưng là nhậu bè được lao rồi, nhưng hôm nay mới có cơ hội để đánh rổ rồi mới được rửa băng. Rửa cái băng. Mời anh đây. Vô. Đó, mời anh đây. Cảm ơn anh Thành, này. Nhờ anh Thành mà được nhậu bữa, dễ gì. Vô. Đỏ. Đỏ. Ăn hả chị? Mời chị. Chị vô toilet rồi. Mà chẳng có cái hưởng nó động tay. Rồi hưởng sái đi, Rồi giúp. Đâu đủ coi. Đưa một cái bịch. Cứ bỏ luôn. Để mình bỏ nó. Nó qua, nó qua. Giận làm gì không? Khi mình bỏ, bỏ. Đây, đây, đây. Cái lọc ra cái này. Đó, đi. Giữ giống ba. Cái gì? Họ kêu vắt chanh bỏ vỏ hả? Vắt chanh bò gió. Còn có tôm rồi phải. Tôm là nhà thì cả con. Chua. Không ngon mà. Hấp dẫn mà. Bực hấp dẫn. Đậu á. Tính chất từng giấm mát, từng giấm muối. Giấm muối à. Nhậu đây. Đúng rồi, hâm lý tử. Ngồi bên toilet nè. Ngồi bên toilet nữ. Ngồi bên toilet nữ, hơi càng tí. Mất tập trung. Rồi, mời anh em. Sao chị? Ừ, nóng ăn lại ha. Hợp lý. Lấy lại giấy cụm á em ơi. Lấy giấy cụm không? Có giấy cụm không? Giờ giấy đi á hả? Cũng có phải là nhất thiết là phải nốt rồi. Mệt ghê á. Ấn vào trong. Trong đi ăn uống dễ bị chửi lắm anh nè. Qua được mời quý vô phần. Bên đây hàng hóa nó yếu. Sáng tiện anh em gặp nhau ở đây. Ăn bữa để mai anh Trung mình đi bóc hoạt rồi. Mà đi về rồi. Không nóng nóng này ăn ngon nè. Để ngủ quá vậy. Hấp miệng lại đi. Cảm ơn đậu không? Hả? Cảm ơn đậu không? À, quốc đi, quốc cũng đi. Đồ á. Rồi, mời. Vô lại đi. Vô. Chúc mừng anh Thanh đây. Nhờ anh không ấy. Lại đây. Tôm ăn nóng ngon. Ăn ngửi ăn tanh. Không thích ăn ngửi. À. Ăn mắm con gì? Con gì nào cũng nặng một con. Con kẹt con tôm. Hôm nay anh Thành rửa bàn thì cũng nói tiện thể nói luôn cho anh em biết. Có bàn thì có bàn. Ha, à, nhưng mà phải cố gắng hơn nữa trong cái việc mà lùi xa mới nhận sai được chứ không phải dễ. Tại vì cái đường Hồ Chí Minh đi có nhiều cái khó nói, cái mối nguy hiểm. Đường Hồ Chí Minh nó khó nói lắm. Cho nên là đừng có nghĩ đơn giản là anh em có bàn là sẽ ra nhận sai nha. Khó lắm. Thà là mua bàn giả chạy. Ha. Tay nghề cứng nhưng mà có bàn thật mà tay nghề yếu cũng như không. Đó, anh em hiểu không? Còn anh Thành thì anh mới.
thôi nếu trước mắt thì có cái bàn thật là chúc mừng rồi ha. Dù sao chăng nữa là thật vẫn hơn. Tôi thật mình thân tôi già chứ. Nhiều con bơm đây nhìn cũng giỏi, em thấy ngon chứ bộ. Thằng đấu chó bọp đó mà, thầy có thằng đấu chó bọp nó sự an nhất. Đừng có tào lao. Thôi vô cái đây. Hãy lòng nhanh đó. Bắt trong bỏ vô cái ổn đó uống rọc rọc quá thầy. Không, mày được yếu yếu à. Ăn nhậu mày được yếu nó mệt lắm. Này á, một lon làm một lý một cái này á. Nè, vô anh Thanh nè. Rồi, anh em công chức chuyện chết đương gia. Đừng để mất tập trung. Thua. Lộc đẹp quá. Cắm khóng à. Sao nghỉ khỏe đi. À gì mấy con có chiên nữa rồi hả? Để sức mùi làm em. Tiền mới để ra mày. Ông nội ơi. Có canh mà mang canh. Thủ kho công ty to đùng. Ủa như lại đây. Ở quê đó, cái giỡn. Có nè. Cả gì? Cá quê gãy lên. Cả gì đó. Có tiền. Nó là cá tê. Cá tê à? Cho miếng nha, cho miếng thử nha. Cái đầm đó. Lấy vậy? Cho họ hay là cái chải cắt ra. Đây nè. Quất cá khô rồi chiến. Cá tươi á, chiên. Hả? Chiên khô lạ. Chụp anh em chiên mấy lần nào. Mới chiên lần đó ông nội ơi. Chiên lần rồi đó. Mở chiên lần á, mà đều lần không quá kìa. Không, không có, mới chiên thằng đi mà. Thằng đi hay thằng quá. À, bây giờ mình cũng xin dừng clip ở đây anh em nghe. Tại vì anh Thành cảm ơn anh Thành bữa nay tổ chức bữa nhậu cho anh em mình ha. Thì mình cũng xin dừng clip ở đây chứ ngồi nói nhảm anh em không có hay lắm. Với lại ha. Uống cũng nhiều rồi đúng không? Rồi, mời anh em ly cuối để mình kết thúc clip. Chưa ăn cái món cá nhưng mà thôi, đừng có quay nữa, quay ăn nhậu nhiều không tốt. Ha. Rồi, mời hết nha em. Rồi, ok, mời Chiến thủ kho Trung Thành. Rồi, anh em biết hết rồi.